1 đô la thùng bắp 30 thế hệ mới của WeWood về với các bác và anh em nhé. Còn 1 đô la rất là chi tiết về giải âm, nghe rất là ngọt ngào. Ba giải bát chung chét nó rất là rõ, giải nào ra giải đấy nghe rất là hay. Và tí tách được thiết kế vỏ gỗ rất là đẹp, rất là sang trọng, đặc biệt là vỏ gỗ rất đặc biệt, phong cách rất là lạ, thế hệ mới nhất hiện nay. Sở hữu 5 loa trên 1 thùng, thì đây là dòng loa 5 đường tiếng 1 bát 30, 1 loa chung 15 và 3 loa chép, trong đó 2 loa chép kèm và 1 loa chép giấy các bác nhé. Một bên sở hữu e căng và một bên không sở hữu e căng thì bên em đã tháo ra để chúng ta tiện quan sát. Với đô la này thì rất kệ phối ghép với âm ly hay cục đẩy công suất hay là đẩy rời vang rời hay là đẩy liền vang, nó ghép rất là dễ dàng. Và đây là dòng loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là ngọt ngào. Vâng, thì đó là loa WeWood WF304 dòng loa bát 30, là hàng sản xuất tại Đài Loan, nhập khẩu chính hãng. Vâng, em đang phối ghép với một cân đẩy 2 kênh QA800 Pro để 2 kênh công suất lớn, công nghệ Class D cho công suất rất ổn định. Vâng, kế đến là một con lưng tiếng Tele Acoustic Man là CB600, đây dòng lưng tiếng hot nhất hiện nay, giải âm rất là chi tiết. Vâng, và cuối cùng là một con vang cơ lai số cao cấp của WeWood KM8 FX Limited. Vâng, thì đó là dòng vang cơ lai số tích hợp echo và dị vật, chống hú rất là tuyệt đối và tích hợp cổng quang và Bluetooth. Vâng, không mất nhiều thời gian của anh em thì em cũng báo giá cụ thể luôn. Đó là WeWood WF304 thiết kế độc đẹp như thế này, có giá 6 triệu. Còn để 2 kênh WK800 Pro của WeWood có giá là 4 triệu 8. Còn lưng tiếng CB600 Tele Acoustic có giá 1750. Và cuối cùng là một con vang WeWood KM8 FX bản Pro có giá 2 triệu rưỡi. Chúng ta có thể cộng lại một bộ karaoke trên 10 triệu một chút xíu thôi là chúng ta đã có một bộ karaoke gia đình chuyên nghiệp rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe một đoạn nhạc nhé. Các bác vui lòng đeo tai nghe để cảm nhận cái tiếng rất chân thật, rất chân thật. Với 1 đô la WeWood WF304 thì các bác và anh em có thể khai thác ở không gian 340m², nghe rất là hay. Nhạc trữ tình, nhạc bolero, rồi nhạc mạnh, rồi hát karaoke, nó đủ cả trong một đôi loa thế hệ mới của WeWood. Không chơi loa này thì còn chơi loa nào nữa các bác, quá đẹp luôn. Thiết kế cho các bác là, các thấy không, vỏ thùng rất đẹp, công suất nó rất ổn định, từ 150 đến 350W, rất dễ phối ghép. Và độ nhạy tín hiệu 92 dB và trở kháng là 8 ohm, rất dễ phối ghép với những thiết bị mà chúng ta đang hiện có nhé. Hoặc là chúng ta có thể mua một bộ karaoke mới. Vâng, mọi thông tin chi tiết các bác có thể để lại số điện thoại trên kênh hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên em theo hai số loa trên video. Bên em luôn luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất và hot nhất để giới thiệu đến các bác và anh em nhé. Vâng,
sau đây các em cũng xin phép được dừng video. Và bác nào mà theo dõi được video này mà chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông nhé. Thấy đứa nào đẹp và hay thì các bác hãy like cho em một like. Sau đây sẽ được dừng video, hẹn tất cả các bác và các video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.